rồi đi thôi. Đồng chí Tơ Linh lên đồ, mình lên lệnh xuống từ trên bộ. Đi vào đường dây ma túy ở căn biệt thự bên hồ. Tổ công tác giờ đã điều tra ra lời khai của hắn toàn những điều ba hoa. Đồng chí theo dõi không bị nhiều radar cả, đội ập vào cùng với rất nhiều AK. Đi đây không phải truy sát nên là bắt